Bạn đã gặp qua chú chó nào tâm cơ thế này chưa? Nghe nói chủ nhân đang muốn chọn một chú chó ra ngoài làm việc. Nó liền cầm kim thêu đâm vào lưng chú chó già. Thấy chú chó già có vẻ phối hợp, chủ nhân rất vui mừng, liền kéo nó đi ra ngoài. Nhưng chẳng bao lâu nó liền hối hận, nét mặt của nó hoàn mỹ thuyết minh đời chó sinh vô thường. Công việc lần này là giữ nhà cho một chú gấu ngủ đông, không chỉ không cần làm việc mà còn có thể tùy ý tận hưởng rất nhiều đồ ăn ngon. Như vậy đương nhiên Rupi sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nó âm thầm nhớ kỹ địa chỉ của chú gấu, sau đó dùng xẻng khoét một lỗ lớn trên mặt đất, đến nhà chú gấu bằng cách đào đường hầm. Xác nhận địa chỉ nhà xong, nó rất vui sướng, nhưng khi quay người lại thấy được chú chó già đang khoan thai đi đến. Cún con không dám trì hoãn một giây phút nào, nhanh chóng gõ cửa. Đừng gõ cửa ầm ĩ lên thế, ta đang ngủ đông. Chó già tỏ ra bực tức và không muốn nói chuyện. Sau một hồi mắng chửi ầm ĩ, gấu lớn kéo nó vào nhà. Việc của ngươi là giữ im lặng tuyệt đối, không được phát ra tiếng động nào. Nói xong gấu lớn quay về hang đi ngủ. Có thể là do cung phản xạ của chú chó già quá dài, cũng có lẽ để thử nghiệm một con gấu có thể chịu được bao nhiêu decibel tiếng ồn. Nó chỉ nhẹ nhàng nói một câu được rồi, gấu lớn liền mở cửa bước ra và dạy cậu một bài học. Chú chó già nhận ra công việc này không hề dễ dàng. Ôi mẹ ơi, chó già nhanh nhẹn đỡ lấy đèn bàn. Thế nhưng nạn này chưa yên, nạn khác đã đến. Dù đã cố gắng hết sức để bắt kịp bức tranh, nhưng vẻ đẹp của mỹ nữ khiến nó không thể kìm lòng được. Liền huýt sáo, chỉ trong chốc lát nắm đấm của gấu lớn đã chào đón nó. Nó lần nữa cảnh cáo chú chó già không được phát ra tiếng động nào. Rupi ở bên ngoài nhìn thấy hết cảnh này, nhìn nó cười gian xảo thế này chắc chắn chẳng làm được việc gì tốt.